Tập 28. Đốt cháy gò Bác Vọng. Trương Phi nghe tin Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn dẫn 10 vạn quân rầm rộ kéo đến Tân Giã, bèn nói với Quan Vũ rằng tốt hơn hết nên để Khổng Minh ra nghênh địch. Ngay lúc ấy, Lưu Bị cho gọi hai người vào, bảo rằng Hạ Hầu Đôn kéo quân đến rồi, ta đối phó như thế nào? Trương Phi nói, sao đại huynh không sai quân sư đi mà chống giặc? Lưu Bị nói, mưu thì ta phải nhờ đến Khổng Minh, nhưng dũng cảm thì phải nhờ đến hai anh em mới xong, không nên suy tị như thế. Quan, Trương đi ra, Lưu Bị mời Khổng Minh đến bàn. Khổng Minh nói, chỉ sợ Quan, Trương không phục tùng hiệu lệnh. Nếu chúa công thực muốn tôi chỉ huy, xin giao kiếm ấn cho tôi. Lưu Bị sai lấy kiếm ấn trao cho Khổng Minh. Khổng Minh liền họp các tướng lại để nghe lệnh. Trương Phi bảo Quan Vũ rằng, ta hãy thử đến nghe lệnh, xem hắn xếp đặt ra sao. Khổng Minh truyền lệnh, bên tả núi Bác Vọng có núi Dự Sơn, bên hữu có rừng An Lâm, có thể phục quân mã được. Vân Trường dẫn 1000 quân ra mai phục ở núi Dự Sơn đón địch, địch kéo đến, cứ mặc cho chúng đi qua. Khi nào các xe lương thực tới, nếu thấy mé nam có hiệu lửa sẽ thả quân ra đánh, đốt sạch lương thực của giặc đi. Dực Đức dẫn 1000 quân ra sau rừng An Lâm, mai phục trong hang núi, cũng đợi khi nào mé nam có hiệu lửa bấy giờ sẽ kéo đến đốt kho lương ở thành Bác Vọng. Quan Bình, Lưu Phong dẫn 500 quân sắp sẵn củi đuốc, trực ở hai bên sườn gò Bác Vọng, chập tối địch kéo đến, thì đốt lửa lên. Lại gọi Triệu Vân ở Phàn Thành về sai đi tiền bộ, không cần đánh được mà chỉ đánh cốt lấy thua, Lưu Bị dẫn 1 toán quân tiếp ứng. Ai nấy đều phải theo kế mà làm, không được để lỡ. Quan Vũ nói, chúng tôi đều ra nghênh địch cả, không hiểu quân sư ngài nhận việc gì. Khổng Minh nói, ta chỉ ngồi nhà giữ thành. Trương Phi cười ầm lên nói, chúng tôi đều đi đánh nhau cả, còn ông thì ngồi khểnh ở nhà, thành thơi quá. Khổng Minh nói, kiếm ấn ở đây, ai không tuân lệnh, ta lập tức chém đầu. Lưu Bị nói, phải biết rằng, người có tài ngồi trong màn quyết thắng ở ngoài 1000 dặm, hai em không được trái lệnh. Quan Vũ nói, hãy xem kế của hắn có hiệu nghiệm không đã, bấy giờ ta sẽ hỏi tội cũng chưa muộn. Khổng Minh bảo Lưu Bị rằng, chúa công nay dẫn quân đến dưới núi Bác Vọng đóng đồn. Tối mai thế nào quân giặc cũng kéo đến, chúa công nên bỏ chạy rút chạy, hễ thấy lửa cháy thì lập tức đem quân quay lại đánh. Tôi cùng Mi Trúc, Mi Phương dẫn 500 quân giữ huyện. Khổng Minh lại sai Tôn Càn, Giản Ung sắp sẵn tiệc ăn mừng và sổ ghi công. Quan, Trương, hai người đem quân đi. Các tướng cũng chưa ai biết thao lực của Khổng Minh ra sao, nay nghe lệnh nhưng vẫn nghi hoặc, không được yên tâm. Mọi việc sắp đặt đã xong, nhưng chính Lưu Bị cũng còn ngờ vực. Lại nói Hạ Hầu Đôn cùng bọn Vu Cấm dẫn quân đến thành Bác Vọng, chia 1/2 tinh binh làm tiền đội, còn bao nhiêu đi sau bảo vệ xe lương thực. Bấy giờ đương mùa thu, gió may hay hẩy, quân mã đương đi, trông thấy trước mặt cát bay mịt mù, Đôn liền dàn thành thế trận và hỏi Quan Hướng Đạo, đây là chỗ nào? Quan Hướng Đạo thưa, trước mặt là gò Bác Vọng, mé sau là cửa sông La Xuyên. Đôn sai Vu Cấm, Lý Điển giữ vững góc trận, tự mình cưỡi ngựa ra trước trận, nhìn về phía xa xa thấy 1 toán quân mã kéo lại, Đôn cười ầm lên. Các tướng lấy làm lạ hỏi, tướng quân cười gì thế? Đôn nói, ta cười từ nguyên trực khoe với thừa tướng rằng Gia Cát Lượng là người giỏi. Nay xem cách dùng binh của hắn, đem thứ quân mã thế kia đối địch với ta, khác nào đem đàn dê đánh nhau với hổ báo. Ta đã nói trước mặt thừa tướng rằng sẽ bắt sống Lưu Bị và Gia Cát Lượng, nay nhất định ta làm được việc ấy. Nói rồi liền tế ngựa xông lên. Triệu Vân ra ngựa, Đôn mắng rằng bọn mi theo Lưu Bị có khác gì cô hồn theo ma quỷ. Vân cả giận tế ngựa lại đánh. Được vài hiệp giả tảng thua chạy. Đôn đuổi theo, Vân chạy độ hơn 10 dặm, quay ngựa lại đánh, chưa được vài hiệp lại chạy. Hàn Hạo tế ngựa lên trước can rằng Triệu Vân giữ địch sợ có mai phục. Đôn nói, quân giặc như thế, dẫu có mai phục cả 10 mặt, ta cũng chẳng sợ. Rồi nhất định không nghe lời Hàn Hạo, đuổi thẳng đến gò Bác Vọng. Bỗng nghe pháo nổ vang trời, Lưu Bị tự dẫn quân xông tới tiếp ứng. Hạ Hầu Đôn cười, bảo Hàn Hạo rằng quân mai phục đó sao? Ta không đến được Tân Giã chiều nay thì nhất định không nghỉ quân. Nói xong, Đôn lại thúc quân tiến lên. Lưu Bị và Triệu Vân rút chạy. Bấy giờ trời đã tối, mây kéo dày đặc, lại không có ánh trăng. Gió thổi càng mạnh, Hạ Hầu Đôn cứ thúc quân đuổi miết. Vu Cấm, Lý Điển đi vào quãng đường hẹp nhỏ, thấy hai bên lau sậy tùm. Lý Điển quay ngựa trở lại hô, hậu quân hãy đi chậm lại. Nhưng người ngựa đương chạy như vũ bão, không tài nào kìm lại được. Vu Cấm vội tế ngựa lên trước, gọi to rằng tiền quân của đô đốc dừng lại. Hạ Hầu Đôn đương chạy, thấy Vu Cấm rượt tới liền hỏi duyên cớ làm sao. Cấm nói, phía nam này đường xá chật hẹp, sông núi san sát, cây cối rậm rạp, phải đề phòng hỏa công mới được. Đôn sực tỉnh, lập tức truyền lệnh cho quân mã không được tiến công nữa. Nói chưa dứt lời, sau lưng đã có tiếng reo hò ầm ĩ, lửa cháy đùng đùng, tiếp đó hai bên lau sậy cũng bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt, ba bề bốn bên biến thành biển lửa, lại gặp gió to, lửa bốc càng mạnh, quân Tào dẫm đạp lên nhau, chết không biết bao nhiêu mà kể. Triệu Vân quay lại đánh giết, Hạ Hầu Đôn xông pha ra khỏi được biển lửa chạy thục mạng. Khi Lý Điển thấy tình thế không lợi, vội quay gấp về thành Bác Vọng, thì gặp ngay một cánh quân chặn đường đi đầu là Quan Vũ. Lý Điển xông ngựa đánh bừa, cướp đường Tháo chạy. Vu Cấm thấy xe lương bị cháy sạch, liền men theo đường nhỏ chạy trốn. Hạ Hầu Lan, Hàn Hạo xúm lại cứu xe lương thì chạm trán Trương Phi. Chưa được vài hiệp, Lan bị phi cho một xà mâu chết lăn nhào xuống ngựa. Hạo cướp đường chạy thoát. Hai bên đánh nhau suốt một đêm, quân Tào bị giết, xác chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Hạ Hầu Đôn nhặt nhạnh tàn quân, giúp quân về Hứa Xương. Khổng Minh cũng thu quân về. Quan, Trương, hai người nhìn nhau, nói Khổng Minh quả là bậc anh tài. Đi chưa được vài dặm, gặp Mi Trúc, Mi Phương dẫn quân xúm xít theo hầu một cỗ xe nhỏ. Trong xe có một người ngồi chễm trệ, chính là Khổng Minh. Quan, Trương xuống ngựa sụp lạnh. Đời sau có thơ rằng, Bác Vọng dùng mưu đánh hỏa công. Cười cười nói vẫn ung dung, Tào Man nghe tiếng hồn bay bổng, rời khỏi lều tranh đệ nhất công. Lưu Bị sau khi đánh bại Hạ Hầu Đôn thì sai quân đi thăm dò tin tức Giang Đông, quân về báo, Đông Ngô đã phá vỡ Hoàng Tổ rồi, nay đương đóng quân ở Sài Tang. Lưu Bị mời Khổng Minh đến bàn bạc, đang nói chuyện chợt có sứ của Lưu Biểu đến mời sang Kinh Châu bàn việc. Khổng Minh nói, chắc là vì Giang Đông phá vỡ Hoàng Tổ, nên Lưu Biểu mới cho mời sứ quân sang bàn kế báo thù. Tôi xin đi cùng, tùy cơ ứng biến sẽ có mẹo hay. Lưu Bị nghe lời, để Quan Vũ ở lại giữ Tân Giã và sai Trương Phi dẫn 500 binh mã đi theo sang Kinh Châu. Lưu Bị hỏi Khổng Minh, nay vào gặp Cảnh Thăng nên đối đáp thế nào? Khổng Minh nói, trước hết nên xin lỗi vụ Tương Dương đã. Nếu Biểu sai chúa công sang đánh Giang Đông không nên nhận lời ngay, chỉ nói hãy về Tân Giã thu xếp quân mã đã. Lưu Bị nghe theo, đến Kinh Châu vào nhà khách nghỉ ngơi, để Trương Phi đóng quân ngoài thành, rồi cùng Khổng Minh vào yết kiến Lưu Biểu. Lưu Biểu nói, nay Giang Hạ thất thủ, Hoàng Tổ bị giết, nên mời hiền đệ đến bàn kế báo thù. Lưu Bị nói, Hoàng Tổ tính thô bạo, không biết dùng người, mới gặp vạ ấy. Nay nếu ta cất quân Nam Trinh, lỡ Tào Tháo ở mặt Bắc kéo đến thì làm thế nào? Biểu nói, tôi nay tuổi già đau yếu, không làm việc được, hiền đệ nên lại đây giúp tôi. Một mai tôi mất rồi, hiền đệ sẽ làm chủ Kinh Châu này. Lưu Bị nói, sao anh dạy thế? Cái thế như bị này gánh vác sao nổi việc lớn ấy. Khổng Minh đưa mắt ra hiệu cho Lưu Bị. Lưu Bị nói, hãy cho thư thả, để em nghĩ kế đã. Nói rồi, liền cùng Khổng Minh về nhà khách. Khổng Minh nói, Cảnh Thăng muốn trao Kinh Châu cho chúa công, sao lại từ chối? Lưu Bị nói, Cảnh Thăng đãi ta rất hậu, sao lại nỡ nhân lúc nguy mà cướp cơ nghiệp người ta? Khổng Minh than rằng, chúa công thật là nhân từ. Hai người đương nói chuyện, chợt báo có công tử Lưu Kỳ xin vào gặp. Lưu Bị mời vào, Kỳ khóc nói rằng, dì ghẻ cháu ghét cháu lắm, tính mệnh cháu nguy đến nơi, xin chú thương tình cứu cho. Lưu Bị nói, đấy là việc riêng trong nhà cháu, sao lại đi hỏi chú? Khổng Minh mỉm cười. Lưu Bị hỏi kế Khổng Minh. Khổng Minh nói, đấy là việc nhà, tôi không dám biết đến. Một lúc, Lưu Bị tiễn Lưu Kỳ ra đến cửa, rồi ghé vào tai Kỳ nói nhỏ, đến mai ta sai Khổng Minh đến tạ cháu, cháu nên. Như thế, ông ta sẽ có diệu kế. Lưu Kỳ từ tạ ra về. Hôm sau, Lưu Bị giả cách đau bụng, nhờ Khổng Minh thay mình đến tạ Lưu Kỳ. Khổng Minh vâng lời, đi đến gặp Lưu Kỳ. Kỳ mời vào nhà trong nói, kế mẫu muốn hại Kỳ, xin tiên sinh cứu cho. Khổng Minh nói, Lượng là một người khách, đâu dám nhúng tay vào việc gia đình của người khác. Lỡ có điều gì bị lộ thì hại to. Nói xong định muốn ra về. Kỳ nói, tiên sinh không nói thì thôi, sao cứ đòi về? Khổng Minh lại ngồi xuống. Kỳ nói, tôi có bó sách cổ xin mời tiên sinh lên xem qua một chút. Nói rồi Kỳ dắt Khổng Minh lên trên lầu nhỏ. Khổng Minh hỏi, sách đâu? Kỳ khóc nói, kế mẫu không dung, tính mạng Kỳ đang treo đầu sợi tóc. Tiên sinh nỡ nào không một lời giải cứu. Khổng Minh bực mình đứng dậy, định trở xuống thì thang đã cất đi rồi. Kỳ thưa rằng, Kỳ muốn cầu cứu kế hay, nhưng tiên sinh sợ tiết lộ, nên không chịu nói. Nay ở chốn này, trên không đến trời, dưới không đến đất, miệng tiên sinh nói ra, chỉ có tai Kỳ nghe thấy, xin tiên sinh dạy cho. Khổng Minh nói, người sơ không nên làm ly gián người thân, Lượng sao dám bày mưu cho công tử. Kỳ nói, tiên sinh không bảo cho, thì mạng Kỳ chắc không vẹn toàn. Kỳ xin chết ngay trước mặt tiên sinh, nói rồi liền rút gươm ra muốn tự vẫn. Khổng Minh vội ngăn lại nói, hãy thông thả, ta đã có kế hay đây. Kỳ lại nói, xin tiên sinh dạy bảo ngay cho. Khổng Minh nói, công tử há không biết chuyện thân sinh và trùng nhĩ đấy ư? Thân sinh ở trong thì chết, trùng nhĩ ở ngoài thì yên, nay Hoàng Tổ mới chết. Giang Hạ thiếu người phòng thủ, công tử nên xin đem quân ra giữ ở đó, chắc có thể tránh được tai vạ. Lưu Kỳ mừng rỡ bái tạ Khổng Minh một lần nữa, rồi gọi người bắc thang đưa Khổng Minh xuống gác. Hôm sau, Lưu Kỳ dâng thư, xin đi trấn Giang Hạ. Lưu Biểu lúng túng, cho mời Lưu Bị vào bàn. Lưu Bị nói, Giang Hạ là chốn quan trọng, không nên sai người ngoài, cần phái công tử đi. Việc ở mặt Đông Nam thì xin huynh trưởng cùng các cháu đảm đương, còn mặt Tây Bắc, bị xin coi giữ. Lưu Biểu nói, mới đây, tôi nghe Tào Tháo ở nghiệp quận Đào Ao Huyền Vũ để luyện tập thủy quân, tất có ý đánh xuống miền Nam, ta cần phải đề phòng. Lưu Bị đáp, em đã biết, xin anh đừng lo. Nói rồi, bái tử về Tân Giã. Lưu Biểu sai ngay Lưu Kỳ dẫn ngay 3.000 quân ra trấn thủ Giang Hạ. Đây nói về việc Hạ Hầu Đôn thua to chạy về Hứa Xương, tự trói mình lại, vào lạy Tào Tháo, xin chịu tội. Tháo tha tội cho rồi nói, ta chỉ lo có Lưu Bị và Tôn Quyền mà thôi, còn những bọn khác có ngại gì. Nay nên nhân dịp này bình định Giang Nam mới được. Lập tức truyền lệnh huy động 50 vạn quân, sai Tào Nhân và Tào Hồng làm đội thứ nhất, Trương Liêu và Trương Cáp làm đội thứ nhì, Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên làm đội thứ ba, Vu Cấm và Lý Điển làm đội thứ tư, Tháo tự lĩnh các tướng làm đội thứ năm. Mỗi đội dẫn 10 vạn quân, Hứa Chử làm chết sung tướng quân, dẫn 3.000 quân đi tiên phong, lại chọn ngày Bính Ngọ, tháng 7, năm thứ 13 đời Kiến An, tức năm 208, xuất phát. Lưu Bị biết tin bèn hỏi Khổng Minh cách ứng phó. Khổng Minh nói, Tân Giã là một huyện nhỏ, không ở lâu được. Mới đây, tôi nghe Lưu Biểu bị bệnh nguy cấp lắm, chú công phải nhân dịp này chiếm lấy Kinh Châu làm căn cứ đã, rồi hãy chống cự Tào Tháo sau. Lưu Bị nói, kế của tiên sinh hay lắm nhưng tôi đã chịu ơn Cảnh Thăng, không nỡ làm thế. Khổng Minh nói, nếu chú công không lấy bây giờ, sau sẽ hối không kịp. Lưu Bị nói, thà rằng ta chết thì thôi, chớ không chịu làm điều phi nghĩa. Khổng Minh nói, vậy để tôi liệu kế khác. Bấy giờ, Lưu Kỳ ở Giang Hạ, nghe tin cha ốm nặng, vội vàng về Kinh Châu thăm cha. Vừa đến cửa ngoài, Sái Mạo lại nói rằng, công tử phụng mệnh cha, coi giữ Giang Hạ, trách nhiệm rất nặng, nay dám tự tiện bỏ về, nhỡ Đông Ngô kéo đến, thì làm thế nào? Nếu vào ra mắt chú công nổi giận, bệnh lại tăng thêm, đó là bất hiếu. Công tử nên cấp tốc về ngay đi. Lưu Kỳ đứng ở ngoài cửa, khóc giống một hồi rồi đành phải lên ngựa trở về Giang Hạ. Lưu Biểu bệnh tình nguy cấp lắm, mong mãi không thấy con cả về. Ngày Mậu Thân tháng 8, kêu to vài tiếng rồi chết. Lưu Biểu chết rồi, Sái phu nhân cùng với Sái Mạo, Trương Doãn bàn bạc, viết tờ di trúc giả cho con thứ là Lưu Tôn làm chủ Kinh Châu, Tôn tộc họ Sái chia nhau lĩnh binh quyền, xong rồi mới cho báo tang. Khi ấy, Lưu Tôn mới 14 tuổi, tư chất khá thông minh. Tôn họp các quan lại bàn rằng, cha ta chẳng may tạ thế, anh ta hiện ở Giang Hạ, lại có chú ta là Lưu Huyền Đức ở Tân Giã. Các ngươi lập ta làm chủ, nếu chú ta và anh ta đem quân về hỏi tội, thì ăn nói làm sao? Mọi người còn chưa nghĩ ra sao thì Mạc Quan là Lý Khuê thưa rằng, công tử nói rất phải. Nay nên đưa thư cáo tang đến Giang Hạ, mời đại công tử về làm chủ Kinh Châu rồi cử Huyền Đức cùng coi việc lớn. Mặt Bắc địch được Tào Tháo, mặt Nam chống được Tôn Quyền, đó là kế vẹn toàn. Sái Mạo mắng rằng, mày là thằng nào, dám mở mồm nói càn, trái lời di trúc của chú công. Lý Khuê to tiếng mắng lại rằng, mày cấu kết trong ngoài, mưu mô với nhau, giả mạo làm di mệnh, bỏ con trưởng lập con thứ, 9 quận Kinh Tương sẽ mất không ở trong tay họ Sái. Chú công có thiêng chắc giết mày đi. Sái Mạo tức lắm, quát Tả Hữu lôi ra chém. Lý Khuê đến lúc chết, vẫn còn chửi mắng không dứt lời. Chợt có tin báo Tào Tháo dẫn đại quân đi thẳng đến Tương Dương. Tôn thất kinh, bèn mời lũ Khoái Việt, Sái Mạo đến bàn, Đông Tào duyện là Phó Tôn nói, không những phải lo Tào Tháo đem quân đến mà thôi. Nay đại công tử ở Giang Hạ, Huyền Đức ở Tân Giã ta đều không cho đến báo tang, nếu họ đem quân về hỏi tội, thì Kinh Tương nguy mất. Tôi có một kế làm cho dân Kinh Tương vững như núi Thái Sơn, lại giữ toàn được danh tước cho chúa công. Lưu Tôn hỏi, kế gì? Phó Tôn nói, chi bằng đem 9 quận Kinh Tương dâng Tào Tháo, Tháo chắc trọng đãi chúa công. Lưu Tôn mắng rằng, ngươi chỉ nói càn, ta mới nối cơ nghiệp của tiên quân, ngồi chưa yên chỗ, có lẽ đâu đã bỏ cho người khác. Khoái Việt nói, Phó Công Đễ nói phải lắm, thuận hay nghịch đều phải theo tình hình chung. Khỏe hay yếu, đều có thế hẳn hoi, và Tào Tháo đánh Nam dẹp Bắc đều lấy danh nghĩa triều đình. Nếu chúa công chống lại thì vẫn mang tiếng phản nghịch. Hơn nữa chúa công mới lên, việc lo bên ngoài chưa xong, việc lo bên trong lại sắp đến. Dân Kinh Tương nghe quân Tào đến, chưa đánh đã mất vía rồi, thì còn địch thế nào được. Lưu Tôn lúc này mới quyết định, lập tức viết thư hàng, sai Tống Trung bí mật mang đến bản doanh Tào Tháo. Trung vâng lệnh, đi thẳng tới Uyển Thành ra mắt Tào Tháo. Trên đường bị Quan Vũ bắt được mang đến Tân Giã giao cho Lưu Bị, kể lại tường tận việc đó. Lưu Bị xem thư xong, khóc ầm lên. Trương Phi nói, việc thế này nên chém Tống Trung trước, rồi cất quân sang sông chiếm lấy Tương Dương, giết Sái Thị và Lưu Tôn, rồi hãy đánh nhau với Tào Tháo. Lưu Bị nói, chú hãy im đi, để cho ta liệu. Đang buồn bực, chợt có tin công tử Lưu Kỳ sai Y Tịch đến. Lưu Bị vẫn còn nhớ ơn Y Tịch cứu giúp khi trước, nên xuống thềm đón vào. Y Tịch nói, đại công tử ở Giang Hạ nghe tin quận Kinh Châu đã mất, Sái phu nhân cùng với lũ Lưu Tôn bàn nhau không báo tang, lập Lưu Tôn làm chủ. Công tử sai người đến Kinh Dương dò xét, quả thật là thế, sợ sứ quân không biết nên sai tôi đem tin buồn đến trình, và xin sứ quân khởi hết binh mã sang Tương Dương hỏi tội. Lưu Bị xem xong thư, bảo Y Tịch rằng cơ bá chỉ biết Lưu Tôn chiếm ngôi, chứ chưa biết Lưu Tôn đã đem cả 9 quận Kinh Tương dâng lên Tào Tháo rồi. Y Tịch thất kinh, nói rằng sao sứ quân biết việc ấy. Huyền Đức mới kể lại chuyện bắt được Tống Trung và đưa thư cho xem. Y Tịch nói, nếu thế sứ quân nên mượn danh nghĩa viếng tang, đến Tương Dương dụ Lưu Tôn ra đón, lập tức bắt lấy, giết sạch những bọn tòng đảng, thì Kinh Tương nhất định về tay sứ quân. Khổng Minh nói, lời cơ bá chí phải, chúa công nên nghe theo. Lưu Bị ứa nước mắt, nói rằng lúc anh ta sắp mất đã gửi con cho ta. Nay nếu ta bắt lấy con, cướp lấy đất, thì sau này xuống chín suối còn mặt mũi nào trông thấy anh ta nữa. Khổng Minh nói, chúa công không theo kế ấy, nay quân Tào đã đến Uyển Thành rồi, thì lấy gì chống cự. Lưu Bị nói, chi bằng chạy ra Phàn Thành để tránh. Đương bàn định, có thám mã phi báo, quân Tào đã đến Bác Vọng. Lưu Bị vội vàng bảo Y Tịch về Giang Hạ sắp sẵn quân mã, còn mình cùng Khổng Minh bàn kế đánh địch. Khổng Minh nói, xin chúa công cứ bình tĩnh, lần trước chỉ có một bó lửa, đã đốt hơn một nửa quân mã Hạ Hầu Đôn. Lần này, quân Tào lại đến, dù có làm cho nó mắc phải kế trước, thì mình cũng không thể ở Tân Giã được nữa. Chi bằng ta đi Phàn Thành cho sớm thì hơn. Lập tức sai người treo bảng 4 cửa thành, thông báo nhân dân rằng bất cứ ai, không nề già, trẻ, trai, gái, muốn theo thì hôm nay cùng đi Phàn Thành để tạm lánh giặc, không nên chậm trễ. Lại sai Tôn Càn sang sông sắp đặt thuyền đò để chở trăm họ, còn Mi Trúc, hộ tống gia quyến các quan đến Phàn Thành, một mặt họp các tướng lại để nghe lệnh. Khổng Minh cất đặt cho các tướng xong xuôi, cùng với Lưu Bị lên chỗ cao đứng quan sát, đợi tin thắng trận. Đây nói Tào Nhân, Tào Hồng đem 10 vạn quân làm tiền đội. Đằng trước, đã có Hứa Chử dẫn 3.000 quân thiết giáp mở đường rầm rộ kéo đến Tân Giã. Khi Tào Nhân kéo quân đến, định ra lệnh cướp thành thì thấy 4 cửa mở toang. Quân Tào xông vào không thấy ngăn trở, trong thành cũng không có một bóng người nào cả. Lúc này quân sĩ đều mệt và đói khát cả, liền tranh nhau thổi cơm ăn. Tào Nhân, Tào Hồng vào nghỉ trong huyện. Cuối canh một, gió to nổi lên. Lính gác chạy vào báo cháy, rồi lại liên tiếp nhận được tin 3 cửa Tây, Nam, Bắc đều bốc cháy. Khi Tào Nhân ra lệnh tất cả các tướng phải lên ngựa ngay, thì toàn huyện đã trở thành bể lửa bốc sáng rực trời. Lửa đêm hôm ấy lại cháy dữ hơn lửa đồn Bác Vọng hôm trước. Tào Nhân dẫn tướng tá xông pha khói lửa tìm đường chạy trốn. Thấy cửa đông không có lửa, Nhân vội vàng chạy ra phía đó. Quân sĩ giày xéo lẫn nhau, chết nhiều vô kể. Bọn Tào Nhân vừa thoát được nạn lửa thì đằng sau đã thấy ngay Triệu Vân dẫn quân đuổi đến đánh giết. Quân Tào tranh nhau chạy trốn, không ai dám ngoảnh cổ lại. Đang chạy, bị Mi Phương kéo quân ra bồi cho một trận nữa. Tào Nhân thua to, cướp đường rút chạy. Lưu Phong lại dẫn quân ra chặn đường, hai bên đánh nhau đến canh tư. Bấy giờ, người ngựa đều mệt, quân Tào phần lớn bị bỏng, xém trán, cháy đầu, chạy đến sông Bạch Hà, thấy nước sông không sâu, người ngựa hí hửng lội xuống uống nước, người thì ồn ào, ngựa thì gầm hí. Lại nói Quan Vũ đã đem những túi sỏi lấp khúc sông trên rồi, vừa sẩm tối thấy lửa cháy ở Tân Giã. Đến canh tư lại nghe dưới hạ lưu có tiếng người ngựa kêu, vội vàng hô quân sĩ rút túi sỏi đất lên, nước đổ xuống như thác, rồi kéo quân theo xuống. Quân Tào lại chết đuối vô số. Tào Nhân dẫn quân nhằm chỗ nước chảy nhẹ, cướp đường chạy. Đi đến bến đò Bác Lăng, lại thấy tiếng reo ầm ĩ, một toán quân kéo đến chặn đường, đại tướng đi đầu là Trương Phi. Phi quát to, giặc Tào chịu chết cho mau. Quân Tào hết vía bỏ chạy tán loạn. Thế là trong thành vừa thấy ngọn lửa đỏ, bên sông lại gặp cơn gió đen. Chưa biết tính mệnh quân Tào thế nào, xin xem tập sau mới rõ.